Thiền Team, full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Hỏa Thổ. Thằng nhóc đã ngủ say, nhưng nó là người có năng lực siêu nhiên, cho nên ta phải tiêm cho nó một liều thuốc ngủ đông dành cho loài gấu. Như vậy nó sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nó vẫn ngủ mà mình lại quay trở lại đây chứ. Ủa, tỉnh rồi hả? Ủa, về lâu chưa? Về lâu rồi mà đứng đợi ngươi ngủ, buồn muốn chết. Tội nghiệp quá à. Ta mà ngủ ở đây luôn là ngươi không trở về xác cũ được, đúng không? Vậy còn ngươi, như thế nào ngươi mới không thể trở về xác cũ của mình được? Thì nếu mà ta không về xác cũ được thì giống như vậy thôi, ngủ luôn chỗ này nè. Thầy! Chuyện gì vậy? Dạ em chào thầy. Thầy ơi, em mới thử thuốc và cho ra kết quả nó có chút hơi đặc biệt thầy. Đặc biệt sao? Dạ là phản thuật. Phản thuật? Dạ. Là như thế nào? Dạ là người ra thuật uống cùng với người nhận thuật thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là phản thuật. Phản thuật? Phản thuật là sao? Trời ơi, tôi cũng đâu có rõ đâu. Ngươi là giáo viên dạy trong một môi trường đặc biệt mà ngươi không biết rõ thì công nhận là ở trường tôi là người tài giỏi. Tôi là dạy môn đạo đức, sức mạnh và xã hội phép thuật học, nhưng mà ngoài hai môn đó ra mấy môn khác tôi không biết. Vậy đó. Nhưng mà ít ra ngươi phải biết sơ sơ chút gì chứ. Thì đại khái giống như vậy. Tôi hiểu vậy nha. Ví dụ mà tôi uống cái thuốc này á thì ốc tơ gì sẽ không trở lại cái thân xác cũ được. Ở đó tôi nghĩ gì đó, có thể đúng có thể sai. Có thiệt như vậy không? Thì nói rồi, có thể đúng có thể sai mà ai biết được, hên xui. Người có biết trong nghiên cứu khoa học để kết luận đúng sai người ta sẽ làm như thế nào không? Làm gì? Nếu những gì ngươi nói là đúng thì ngươi cứ ở đây luôn đi. Đồ độc ác. Ngươi dám đối xử với người em của ngươi như vậy hả? Đồ độc ác. Đồ độc ác. Ngủ đông đi. Dược này thêm công thuật, rồi thêm một liều ngủ đông thì sẽ tăng cái lượng ngủ đông của công thuật này. Ngươi sẽ ngủ đông và ta sẽ ở trong thân xác của ngươi mãi mãi. Ta tin lòng ngươi rồi. Thầy Lôi ơi, Thầy Lôi ơi, cứu ta. đã hoàn toàn độc chiếm thân xác của cái thằng ngu đó rồi. Đợi khi trời tối, ta sẽ mang cái thằng nhóc kia vứt đi. Lúc đó sẽ không ai biết được thân phận thật của ta. Ta thao hồ độc chiếm thân xác này, ta được tự do. Ta được tự do rồi. Bây giờ trong cái thân xác này, ta phải đi dạo một vòng để ta biết được ai biểu cái thằng đó ngu. Nó ngu cho nên nó bị ta độc chiếm thân xác hoài luôn. Người tốt mà thường ngu lắm. Thầy nói đúng rồi đó. Thiệt ra người tốt á, như thầy lúc nào cũng ngu hết trơn á. Bởi vậy cái người xấu như cái tên á, anh của thầy đó, không bao giờ là tốt được hết á. Luôn muốn độc chiếm cái thân xác của thầy để cho thầy ra khỏi thân xác này vĩnh viễn đó. Phải rút kinh nghiệm nghe chưa. Thầy tìm tôi có chuyện gì? Ừ, dĩ nhiên có chuyện mới tìm chứ hả. Chuyện gì? Sao sách vở lại bỏ lung tung vậy hả? Thật ra là tôi tới đây muốn hỏi thầy cái cuốn sách mà bữa trước tôi cho thầy mượn đó. Không biết thầy có đọc xong chưa, gửi lại cho tôi đi ạ. Cái tên ngốc nghếch kia, nó mượn cái quyển sách gì? Ô, quyển sách gì? Cái gì ngốc nghếch, quyển sách gì? Cái quyển sách tôi mới đưa thầy mượn quên rồi sao? Tôi nhớ chứ, nhưng mà để tôi tìm tôi trả cho thầy. Tại sao lại lắp bắp vậy hả? Có cái cuốn sách thôi mà, đó là sách phép thuật. Tự gì nhớ không hả? Tự gì? Rõ ràng cái cuốn sách đó rất quan trọng đó. Tôi còn dặn thầy là phải đọc cho kỹ, mau trả lại tôi mà bây giờ không nhớ là sao? Đúng là ngốc nghếch mà chàng. Cái gì ngốc nghếch? Thầy nói ai ngốc nghếch đó? Tôi nói tôi. Tôi ngốc nghếch quá. Tôi mượn sách thầy mà tôi không nhớ. Thầy thiệt là mau kiếm đi, là tôi cần cái cuốn sách đó dữ lắm đó. Xin lỗi thầy á. Chết cha rồi, dính tùm lum rồi. Có cái khăn không để tôi lau cho? Cái khăn đâu rồi? Có sao đâu mà thầy. Kệ đi. Sách gì ta? Mau lấy lại cuốn sách trả tôi nha. Thầy về đi, khi nào tôi tìm được tôi trả cho thầy. Sách gì ta? Ta điểm danh tới người tiếp theo đó, lực sĩ. Lực sĩ đâu rồi? Dạ. Hồi nãy mấy ông đi học, mấy ông có rủ lực sĩ đi không? Lực sĩ có trong phòng đó mà rủ. Hôm qua lực sĩ đi ra ngoài, lực sĩ đem theo lợi dục đi luôn, tới giờ chưa về. Không biết lực sĩ đi đâu nữa. Có khi nào lực sĩ bị bắt cóc rồi không? Khùng hả, cái trường mình mà sao có gì bắt cóc được. Đúng rồi, với lại hả, lực sĩ có sức mạnh như vậy, không có nhiều người làm hại được ổng đâu. Lực sĩ này đó, cứ nghỉ học hoài không xin phép. Nếu vậy kỳ này tôi sẽ hạ hành kiểm. Các trò là phải lấy lực sĩ đi làm gương đó nghe. Mở bài ra học đi. Hôm nay chúng ta sẽ học trang 28, bù cho trang 82 bữa trước đó. Bù kỳ thầy. Đúng rồi. Nhớ cái trang 82 đó có một cái phần chú dẫn đó, là mình phải lật ngược lại trang 28. Đọc kỹ cho phần chú dẫn đi. Dạ. Bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Hỏa Thổ.